máy lọc nước AO Smith Series, cam kết chất lượng chuẩn Mỹ. Chuyện bê bối thứ hai đình đám trong tuần qua là việc đội bóng đương kim vô địch giải nhà nghề Trung Quốc là Jiangsu Suning, hay còn được gọi với tên phiên âm tiếng Việt là Giang Tô Tô Ninh, đã tuyên bố chấm dứt các hoạt động bóng đá của mình. Nhiều báo chí ở châu Âu đưa tin này ở trang nhất với miêu tả chung là bong bóng đã vỡ. Giang Tô FC đăng quang vô địch Trung Quốc cách đây mới 3 tháng, nhưng doanh nghiệp bán lẻ Suning, đơn vị sở hữu đội bóng này, đã đi tìm doanh nghiệp đỡ đầu mới cho Giang Tô FC từ 6 tháng trước rồi. Họ muốn rút lui khỏi lĩnh vực bóng đá và tập trung toàn bộ cho lĩnh vực kinh doanh và thế mạnh của mình. Nhưng những nỗ lực tìm kiếm không thành và cuối cùng tập đoàn Suning cũng phải ra một thông điệp dứt khoát. Chúng tôi rất tiếc khi phải chia tay các cầu thủ, những người vừa mới giúp đội bóng có được vinh quang cao nhất. Bên cạnh đó là các cổ động viên đã luôn gắn kết và trung thành. Nhưng chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng kể từ ngày hôm nay, mọi hoạt động bóng đá của câu lạc bộ Giang Tô sẽ chấm dứt. Một thông điệp cực kỳ dứt khoát và rõ ràng, không có mệnh đề nếu thì như các đội bóng của V-League chúng ta, và chắc là sẽ không có chuyện rút đơn. Một thông điệp làm hốt hoảng cả những fan hâm mộ Inter Milan trên toàn thế giới. Tại sao vậy? Bởi vì tập đoàn Suning cũng đang là cái tên sở hữu đội bóng Italia này với khoảng 68% cổ phần. Sẽ có một thông điệp kiểu như: chúng tôi xin tuyên bố rằng mặc dù Inter Milan đang dẫn đầu giải Serie A và nhiều hy vọng vô địch, nhưng rất may là Inter Milan thì không phải là Giang Tô FC. Tập đoàn Suning chỉ đang đi tìm thêm nhà tài trợ để có thể trả lương cho các cầu thủ Inter Milan mà thôi. Trở lại với bóng đá Trung Quốc, Giang Tô cũng chỉ là cái tên tiếp theo tạo nên hiện tượng bong bóng vỡ mà thôi. Tháng 5 năm ngoái, trước khi giải nhà nghề Trung Quốc khai mạc, Thiên Tân Quyền Kiện, đội bóng sở hữu Alex Pato và Vizhen, đã tuyên bố phá sản. Đội bóng cùng thành phố với họ là những con hổ Thiên Tân cũng chuẩn bị rơi vào cảnh tương tự. 11 câu lạc bộ của bóng đá Trung Quốc đã bị loại ra khỏi giải chuyên nghiệp vì không đủ điều kiện tài chính. Câu lạc bộ Sơn Đông Lỗ Năng thì bị cấm thi đấu ở AFC Champions League bởi vì nợ. Thế thì các ngôi sao đình đám nghe theo tiếng gọi của nền bóng đá mới nổi này mấy năm trước bây giờ đi đâu cả rồi? Hầu như không ai hoàn tất chọn một bản hợp đồng cả. Carlos Tevez đã thanh lý sớm và trở về Boca Juniors. Alex Vizhen cũng đã kịp cứu mình ra khỏi Giang Tô khi đầu quân cho Dortmund. Huấn luyện viên Rafael Benitez thì chỉ huấn luyện câu lạc bộ Đại Liên được có 18 tháng trong bản hợp đồng 3 năm. Còn cậu học trò Salomon Rondon của ông cũng được Đại Liên đem cho mượn. Bây giờ cái tên cần được giải cứu là Oscar, người đã từng chơi bóng cho Chelsea. Hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home được bảo tính chất lượng bởi tập đoàn Hoa Sen.